Hoan nghỉ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phương Đông Huyền Bí. Quý vị thân mến, trong phong tục thờ cúng của người Việt Nam ta thì bàn thờ gia tiên có ý nghĩa vô cùng linh thiêng. Đây không chỉ đơn giản là nơi thờ cúng, thắp hương mỗi ngày rằm, ngày mùng 1 hay dỗ chạp, mà còn là nơi để thể hiện sự thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên cùng những người thân đã khuất. Vậy chúng ta cần bài trí bàn thờ như thế nào? Nên kê bàn thờ ở vị trí nào để cho phù hợp và không đắc tội với những người thân đã khuất? Theo các chuyên gia tâm linh hàng đầu, bàn thờ gia tiên nếu được bài trí và sắp xếp theo những nguyên tắc sau đây, chắc chắn gia chủ sẽ được thần linh độ trì, phát tài phát lộc như đứng trên đống vàng. Để tìm hiểu về những nguyên tắc phong thủy này, hãy cùng chúng tôi theo dõi video ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, đối với người Việt Nam ta, bàn thờ luôn là một đồ vật linh thiêng và đặt vào những vị trí trang trọng nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết bài trí phòng thờ đúng phong thủy. Và sau đây là một số lưu ý phong thủy khi đặt bàn thờ gia tiên để gia chủ đón tài lộc, gia đình bình yên, hạnh phúc. Lưu ý thứ nhất, bàn thờ phải luôn sạch sẽ, thông thoáng. Nơi thờ cúng cần được lau chùi sạch sẽ và thường xuyên thắp nhang. Không gian đặt bàn thờ phải đủ thông thoáng. Gia chủ không nên đặt bàn thờ quá cao hoặc là quá thấp. Bàn thờ đặt quá cao gây khó khăn cho việc thờ cúng, trong khi đó bàn thờ thấp lại thiếu tính trang nghiêm. Trong trường hợp bàn thờ cao, phải đảm bảo khoảng cách tới trần không quá gần, tránh quẩn khói và gây ám vàng trần. Lưu ý thứ hai, tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự bằng cây xanh. Để tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự, gia chủ có thể bố trí thêm một hoặc là hai cây xanh. Nên lựa chọn cây kim tiền, phát lộc hoặc một số loại cây dễ sống. Không nên lựa chọn cây có gai nhọn, khó sống để tránh trường hợp đang trồng thì chết. Đặt các loại cây mang ý nghĩa tốt gần bàn thờ sẽ giúp tăng thêm sinh khí và tài lộc cho chủ nhà. Nếu gia đình có điều kiện thì có thể tạo một không gian sơn thủy và cây cối cạnh khu vực thờ tự. Điều này gây hiệu ứng tốt nhất khi muốn có nhiều sinh khí tụ tại đây, tạo phước lành cho mọi người sống trong nhà. Lưu ý thứ ba, nguyên tắc chiếu sáng ở phòng thờ. Phòng thờ của gia đình phải tạo được không khí trang nghiêm, ấm cúng, gần gũi, tránh tạo cảm giác lạnh lẽo. Phòng thờ thường được bố trí có diện tích nhỏ, do vậy bạn nên chọn những đèn treo nhỏ cho tương xứng với phòng, tránh treo các loại đèn chùm lớn gây mất cân đối. Cần lưu ý là bố trí ánh sáng đèn không được chiếu thẳng vào người ngồi khi hành lễ cúng bái. Nếu tường sơn của phòng thờ có màu sáng thì không nên thắp nhiều bóng đèn, sẽ ảnh hưởng đến tính trang nghiêm của nơi thờ cúng. Chỉ nên bố trí khoảng 2 đến 3 loại ánh sáng. Tường có treo tranh nên bố trí 2 đèn âm tường cân xứng hai bên bức tranh. Lưu ý thứ tư, cách bài trí trên bàn thờ. Tùy theo kích thước ngôi nhà, điều kiện sinh hoạt mà việc bài trí bàn thờ gia tiên khác nhau. Thông thường có 1 đến 3 bát hương. Bát hương ở giữa thờ chung thần linh thổ địa. Bát hương hai bên là thờ gia tiên và bà cô ông mãnh. Phía trước bát hương, ở giữa bày cái đài nhỏ với 3 chén đựng nước sạch, hai bên là 2 đĩa bày hoa quả tươi và chầu cau hoặc tiền vàng mã. Phía sau bát hương là bộ bình để hoa tươi, hương và nến, tùy theo chất liệu và sự bài trí cũng khác. Với đồ sứ, bộ tam sự bao gồm bát hương, 2 cây đèn hoặc là 2 con hạc đội đèn. Bộ ngũ sự có thêm 2 bình dựng cắm hoa tươi và để hương. Bộ thất sự có thêm 2 bình đựng nước và gạo. Với đồ đồng, tam sự có đỉnh đồng thay thế bát hương và 2 con hạc ngũ sự có thêm 2 ống hương và thất sự có thêm đôi đèn. Như vậy bài trí của đồ đồng có tính trang trí thẩm mỹ là chính, còn bài trí của đồ sứ thiên về tính thờ cúng và tâm linh hơn. Khi bố trí bàn thờ Phật cần cao hơn và tách biệt bàn thờ gia tiên. Lưu ý thứ năm, cách bố trí hoành phi câu đối phòng thờ. Trong không gian thờ cúng tổ tiên của mỗi gia đình người Việt
đều dành một phần trang trọng nhất để treo những bức hoành phi câu đối. Đây là nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tâm linh của người dân. Hoành phi thường được sơn son chữ vàng, có bức hoành phi hình cuốn thư. Chữ viết trên hoành phi đều tỏ lòng tôn kính của con cháu đối với tổ tiên, ghi tụng công đức của tổ tiên, ghi lại những lời răn dạy con cháu hoặc thể hiện ước nguyện cầu mong sự bình an, thái bình. Hai bên bàn thờ còn có đôi câu đối. Ngoài dùng trang trí, đôi câu đối còn ghi lại những lời răn dạy con cháu những giá trị đạo đức truyền thống, ca ngợi truyền thống của dòng họ hoặc cầu mong thái bình, thịnh vượng. Lưu ý thứ 6, cách đặt bàn thờ theo thuật phong thủy. Việc bố trí đặt hướng bàn thờ cần căn cứ vào mệnh của gia chủ. Người mệnh Đông Tứ Trạch thì bàn thờ hướng vào một trong bốn hướng là Khảm, Bắc, Tốn, Đông Nam, Chấn là Đông, Ly là Nam. Người mệnh Tây Tứ Trạch thì bàn thờ hướng vào một trong bốn hướng đó là Đoài, Tây, Càn, Tây Bắc, Cấn, Đông Bắc, Khôn, Tây Nam. Đặt bàn thờ theo thuật phong thủy. Lưu ý thứ 7, những điều kiêng kỵ với bàn thờ. Kiêng đặt tượng thần thánh trong phòng ngủ, đặc biệt là phòng của vợ chồng. Kiêng kỵ về cách cục, trong phong thủy bàn thờ được coi như là kháo sơn, cần đặt ở nơi có sơn tinh đang vượng. Như năm nay chúng ta đang vượng ở trong vận 8, bàn thờ nên đặt nơi có cửu tử hay là nhất bạch đáo sơn. Kiêng kỵ về thời gian lập bàn thờ. Việc lập bàn thờ thường được tiến hành đồng thời với nhập trạch, nên việc lựa chọn thời gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Ngoài thời gian phù hợp với nhập trạch, cúng tế hay là hợp tuổi gia chủ, người ta còn chú ý đến thời điểm có sao bát bạch để hóa giải sát khí. Kiêng kỵ về người lập bàn thờ. Người xưa cho rằng phụ nữ mang thai có nhiều tạp khí, không nên động chạm vào bàn thờ hay là bát hương. Hơn nữa, người bốc bát hương nên là gia chủ, chứ không nhất thiết phải nhờ người khác. Cốt sao là sự thành tâm và tay chân sạch sẽ khi thực hiện. Kiêng kỵ về bố trí trên bàn thờ. Bàn thờ là nơi thờ cúng gia tiên, chứ không phải nơi phô trương hay là trưng bày. Những thứ không liên quan đến thờ cúng không bày lên bàn thờ, nhất là giấy công đức ở đình chùa. Nếu thờ gia tiên cùng với Phật hay là thờ mẫu, cần tách riêng bàn thờ Phật hay là thờ mẫu, bàn thờ gia tiên để thấp hơn và tách biệt. Kiêng kỵ về đồ lễ trên bàn thờ. Quan trọng nhất là hương hoa, tức là hương thắp, hoa quả tươi, hoa tươi và nước sạch. Tránh các loại đồ giả như là hoa quả nhựa, đồ thờ cúng xong rồi nên bỏ xuống để thụ lộc. Tránh bày để từ tháng này qua tháng khác. Không nên để lễ mặn hay là tiền mặt lên bàn thờ bạn nhé. Lưu ý thứ 8 là những vị trí cấm kỵ đặt bàn thờ. Đầu tiên là không kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa. Khi bày trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan điểm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí, khiến chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà khiêm tốn, bàn thờ nhìn thẳng với lối cửa hoặc đặt tại vị trí mà nhiều người quan sát và nhòm ngó thấy, cần phải làm rèm che phía trước và hai bên. Tiếp theo là không đặt bàn thờ ở lối đi lại. Bàn thờ là nơi cần yên tĩnh, thanh tịnh, vì vậy đặt bàn thờ gần lối đi lại sẽ ồn ào, khiến gia chủ không gặp may, hao tán tài lộc. Bên cạnh đó cũng không nên đặt phòng thờ cạnh hoặc là dưới phòng trẻ em, sân chơi sẽ làm mất đi sự tĩnh tại cần thiết cho không gian thờ cúng. Thứ ba là không kê bàn thờ gần nhà vệ sinh, nhà tắm. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà. Vì vậy khi kê bàn thờ, gia chủ tuyệt đối không được kê gần nhà vệ sinh, phòng tắm hay là khu vực ô nhiễm như là gần cống thải. Điều này sẽ làm ô uế không gian thiêng liêng. Nếu nhà quá chật chội thì nên chọn chỗ cao và tránh xa tối đa những chỗ không sạch sẽ. Thứ tư là không đặt bàn thờ quá lộ liễu. Không gian thờ cúng cần đảm bảo tính tôn nghiêm, trang trọng. Vì vậy tuyệt đối không nên để người ngoài bước vào nhà là nhìn thấy hết bàn thờ, bài vị và hình ảnh tổ tiên. Nếu nhà có nhiều tầng,
bàn thờ nên đặt ở tầng trên cùng. Phía trên bàn thờ là nóc nhà và bầu trời, không có các phòng ốc khác đè lên. Phía trước bàn thờ là các gian trang trọng, phía sau là cầu thang hoặc các không gian như là sân phơi, kho. Trong trường hợp đặt bàn thờ ở tầng dưới hoặc tầng giữa, nên tránh phía dưới bàn thờ là bếp lửa, phía trên là nhà tắm, nhà vệ sinh, giường ngủ, hoặc là các vật nặng đè lên. Còn đối với nhà chung cư, nếu đặt bàn thờ và phòng khách cùng một mặt, thì cần có các vách ngăn hoặc là tấm bình phong ngăn cách giữa không gian thờ và phòng tiếp khách. Điều này để tránh các tầm nhìn trực tiếp vào khu thờ tự, bạn nhé. Thưa quý vị, bàn thờ nếu được sắp xếp và bài trí theo đúng những nguyên tắc mà chúng tôi đã chỉ ra vừa rồi, chắc chắn sẽ mang đến cho gia chủ thật nhiều tài lộc. Chính vì vậy mà bạn hãy áp dụng ngay nhé. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi linh thiêng mang lại may mắn cho gia đình. Nhưng nếu một ngày, tại không gian linh thiêng này lại đột nhiên có những dấu hiệu lạ thì bạn cần hết sức cẩn thận nhé. Bởi đây có thể là điểm cảnh báo tai họa có thể ập đến gia đình bạn bất cứ lúc nào đấy. Hãy cùng tiếp tục theo dõi video để biết và tìm cách hóa giải ngay nếu không muốn tài lộc trong nhà mình tiêu tán quý vị nhé. Dấu hiệu thứ nhất là bát hương bốc cháy. Trên bàn thờ chúng ta thường sắp lư bát hương ở gần bài vị tổ tiên. Nếu bỗng một ngày bát hương tự dưng bốc cháy, dù không ai chạm vào, gia đình không nên xem nhẹ. Theo lý giải của khoa học, có thể do que hương sắp tàn bén vào chân hương gây cháy. Dân gian rất coi trọng hiện tượng này, do đó gia chủ không nên chủ quan. Bên cạnh đó, trong lúc thắp hương, nên có người ở nhà, tránh nguy cơ hỏa hoạn. Dấu hiệu thứ hai, mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống dưới đất. Có thể do lỗi thiết kế, mối mọt hoặc chất liệu gỗ khiến mặt bàn thờ bị chếch xuống phía dưới đất. Khi đó gia chủ nên tìm cách khắc phục sớm. Dù chọn mua những chiếc bàn thờ đẹp, vẫn phải đảm bảo độ chắc chắn. Việc bàn thờ bị thay đổi như vậy được coi là dấu hiệu cảnh báo tình hình tài chính gia đình gặp vấn đề, cần phải cẩn thận chi tiêu. Nếu một ngày gia chủ phát hiện ra ảnh bàn thờ đang treo bỗng bị nghiêng lệch hoặc chảy xuống mắt, xuất hiện nước trên bề mặt, hãy nhanh chóng điều chỉnh. Dấu hiệu thứ ba, bàn thờ tự nhiên bị rơi. Nếu như bàn thờ nhà bạn đột nhiên bị rơi xuống đất, đây là điểm cực xui xẻo. Xét về khoa học đối với các loại bàn thờ treo, sau một thời gian sử dụng, các ốc vít bắt vào tường, có thể trở nên lỏng lẻo, trên bàn thờ lại bày nhiều đồ nặng, làm bàn thờ bị rơi xuống. Trong trường hợp này, gia chủ cần bình tĩnh, dọn dẹp sạch sẽ và làm lại một chiếc bàn thờ mới chắc chắn hơn, hoặc chuyển sang dùng kệ thờ, tủ thờ để đảm bảo an toàn cho nơi thờ cúng linh thiêng không bị xáo trộn. Dấu hiệu thứ tư, đồ cúng bị mốc. Việc đồ cúng bị mốc, hỏng trong thời gian ngắn, dù thời tiết ổn định, không quá nóng hay là ẩm ướt, là điều gia đình nên lưu ý. Theo quan niệm của người xưa, việc này có thể là biểu hiện do sự không thành tâm của gia đình khi dâng đồ cúng lên thần linh gia tiên. Việc thờ cúng không đòi hỏi các lễ vật quá đắt tiền, quan trọng là thành ý và sự tôn kính, bạn nhé. Quý vị thân mến, bàn thờ là một vị trí vô cùng linh thiêng trong nhà. Chính vì vậy, bất kỳ một dấu hiệu lạ nào xuất hiện tại vị trí này, bạn cũng cần nên thật cẩn thận nhé. Ngoài ra, hãy áp dụng ngay cách bài trí bàn thờ mà chúng tôi đã gợi ý để mang lại tài lộc cho cả gia đình quý vị nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.